Annyeong, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Jamon. Và hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách mời rất là đặc biệt là Chico. Chào mọi người đi. Chico. Chico này. Chico. Ăn rồi. Xong. Annyeong. 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 Và hôm nay các bạn nhìn thấy nó, các bạn cũng biết chủ đề ngày hôm nay đó là gì rồi đó. Sẽ là chủ đề mình chỉ cho các bạn cách để các bạn có thể nhận nuôi một con cún ở Hàn Quốc hoặc là một con mèo chẳng hạn. Mà trước khi vào chương trình ngày hôm nay, mình sẽ có một cái rất là thú vị. Tại vì mình mới đặt cái này ở trên Coupang, là một cái trang mua sắm ở Hàn Quốc á. Thì cái này là một cái rất là hay các bạn. Các bạn nhìn vào các bạn tưởng đây là một cái cặp đúng không? Đây không phải là một cái cặp bình thường đâu các bạn ạ. Cái này như thế này, mình sẽ mở ra mọi như thế này là đấy, chúng ta sẽ có một cái đây. Chico đấy, nhìn tới đây các bạn biết đây là cái gì đúng không? Thực tế là lúc mà mình phải dẫn con này đi chích ngừa hay là dẫn đi chơi đồ này nọ đấy, thì mình ôm nó hay là bỏ nó vô cái túi nhỏ của mình để mà đi trên tàu điện ngầm hay đi xe buýt á, thì có nhiều người ta nhìn với lại kiểu như là nó rất là bị người ta nhìn ngó nha. Mình không có thích, cho nên mình muốn mua một cái túi để mà có thể dẫn con Chico này vào để mà đi ra ngoài đường cho nó dễ. Thì cái này á, mình mua ở trên mạng giá khoảng 600 nghìn tới 700 nghìn tiền Việt Nam ấy. Chui vào Chico, đi đâu anh? Đi đâu anh? Con này nó khôn quá, thì nó không anh biết không chưa đâu. Cho nó ra. Chico. Đấy, đặc biệt là ở trên này thì các bạn có thể đóng lại được luôn. Trên này thì các bạn có thể mở ra như thế này và sau đó các bạn có thể mở cái này lên để cho con chó thò đầu ra. Và cái này thì các bạn rất là dễ dàng để các bạn mang đi trên tàu điện ngầm hay xe buýt gì đó chẳng hạn. Đấy, như thế này đây. Giống như là mấy người dân tộc trên cao nguyên Tây Nguyên đồ này nọ thì người ta sẽ điều con như thế nào, thì cái túi này nó thiết kế một cái tính năng tương tự như vậy đó các bạn. Thì đây, người bố già đều con lên đỉnh núi. Đấy, mà nói chung á thì lý do tại sao mình khoe cho bạn cái cặp này các bạn, tại vì các bạn thấy rồi đó, nuôi chó ở Hàn Quốc không phải là một cái công việc gì đó nó đơn giản đâu. Khi mà các bạn nuôi một con chó đó thì các bạn sẽ tốn rất là nhiều tiền các bạn ạ. À, cái lúc đầu mình mua cái con này nè, mình về mình không nghĩ á là chắc sẽ tốn tiền ăn thôi, nuôi mua nó đủ đồ ăn thôi là được rồi, còn nước thì mình có sẵn mà cần gì. Nhưng mà không ngờ là lúc mà mình nuôi con chó này tốn rất là nhiều tiền, và mình hy vọng sẽ làm một cái vlog hướng dẫn cho các bạn những cái chi tiêu, những cái gì mà các bạn cần á để các bạn có thể nuôi một con chó này ở một vlog sau nha. Bây giờ thì vlog ngày hôm nay tập trung vào một vấn đề, đó chính là chỉ cho các bạn cách để các bạn có thể nhận nuôi một con cún ở Hàn Quốc. Let's go. Thì các bạn cũng biết rồi đó, ở Hàn Quốc là một cái đất nước rất là yêu chuộng chó mèo nha các bạn nha. Khi mà mình dẫn con chó đi ra ngoài đi dạo á, mình gặp được rất nhiều người Hàn Quốc. So với việc mình ở nhà hoài như vậy, mình được giao tiếp tiếng Hàn thêm nè, rồi mình được gặp thêm nhiều người bạn mới, có nhiều người thậm chí còn xin số điện thoại của mình để mà sau này mình có những cái con cún này đi dạo thì có gì gọi cho người ta ra chơi với. Thì bên Hàn Quốc là một cái đất nước rất là yêu chó. Mặc dù á là các bạn nghe tin là Hàn Quốc cũng là một đất nước ăn thịt chó, nhưng mà dạo này mình nghe nói Hàn Quốc bắt đầu những cái luật như là bắt đầu cấm người dân thịt chó. Nhưng mà thịt chó ở Hàn Quốc, thịt chó Việt Nam khác nhau như thế nào? Thịt chó ở Hàn Quốc á là người ta nuôi cho một cái công trường hay là gọi là một cái nông trại đó các bạn, nuôi những con chó đó xong rồi người ta sẽ làm thịt những con chó để ăn, chứ không như bên Việt Nam mình thì có thể cũng hên cho con này nó sinh ra ở Hàn Quốc á, chứ nó sinh ra ở Việt Nam không biết là mấy thằng trẻ nó có bắt không, mình cũng rất là sợ. Thì đó là chuyện tào lao bên lề thôi. Thì bên Hàn Quốc là một đất nước rất là yêu chó đến như vậy đấy. Nhưng mà cái việc mà các bạn muốn nuôi một chú chó nó không hề khó khăn như gì các bạn nghĩ đâu. Các bạn không cần phải chứng minh tài chính, các bạn phải chứng minh thu nhập đồ này nọ thì các bạn có thể nuôi một con cún ở như một số nước. Thì Hàn Quốc á, các bạn không cần chứng minh những cái điều kiện đó. Đơn giản thôi là các bạn đi vào. Ui da, no, chico.
các bạn có thể đơn giản đi vào những cái tiệm bán thú cưng á. Ở Hàn Quốc có rất là nhiều các tiệm bán thú cưng, và những tiệm bán thú cưng này rất là đẹp đó. Các bạn nhìn vào các bạn thấy nhiều con chó rất là dễ thương. Ở đây người ta sẽ trưng những con chó từ 2 đến 3 tháng tuổi. Các bạn có thể chọn những con chó mà mình thấy phù hợp. Và thường cái giá mình thấy ở những tiệm bán thú cưng này ấy, giá của những chú chó này sẽ dao động từ 150.000 won, là khoảng 3 triệu Việt Nam, cho tới nhiều hơn nữa, tùy vào giống chó đẹp hay xấu. Đấy, thì các bạn có thể chọn một chú chó phù hợp với mình. Nhưng mà mình thấy cái loại chó mà Poodle á, là cái chó mà lông xù như vậy, thì giá thấp nhất của nó là 150.000 won rồi. Còn giá con chó này thì mình không có nói đâu, tại vì con này là một cái loại giống chó mà gọi là mix sư, gọi là chó lai tạp ấy, giữa hai loại chó khác nhau, cho nên là giá nó cũng không phải là xuất sắc gì. Nhưng mà trường hợp của con này thì nó lại lai quá là đẹp đi, cho nên là giá cũng khá là đắt. Thì mình khuyên các bạn là nên đi ra những cái tiệm thú cưng như vậy, các bạn có thể ra đó trực tiếp, các bạn thấy những con chó nào mình thấy ưng. Tại vì sao các bạn ạ? Nếu các bạn mua những con chó trên mạng đồ này nọ đấy, thì các bạn sẽ thấy thứ nhất là gì, có thể mình gặp ở ngoài đời các bạn thấy không có ưng cái loại chó đó lắm. Thứ hai nữa là gì, các bạn không có biết cái tính cách như thế nào. Có nhiều con chó nó rất là quậy, nó rất là phá, hoặc là những con chó nó không mới ngày đầu, nó không có ưng mình, nó không theo mình này nọ, là mình bắt đầu mình không thích những con chó như vậy rồi. Thì mình cũng khuyên các bạn là các bạn nên ra trực tiếp, gặp trực tiếp các bạn thấy những con chó nào phù hợp với mình. Thì cái việc đơn giản nhất đó chính là các bạn có nhiều tiền, các bạn đi vào một cái cửa hàng thú cưng nào đó, các bạn có thể chọn những cái giống chó các bạn thích. Tại vì ở Hàn Quốc đó, đa số người ta đều bán những cái giống chó nó rất là đẹp các bạn, cho nên là các bạn yên tâm về cái việc là đẹp hay không đẹp đi, nhưng mà quan trọng là có nhiều tiền hay không thôi. Còn trường hợp thứ hai á, nếu mà các bạn thấy là mình không có tiền để mua chó, thì mình có thể hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể nhận nuôi một chú chó miễn phí ở Hàn Quốc như thế nào. Thứ nhất á, là các bạn lên cái trang gọi là trang Dogu Chang. Ở đây có rất nhiều chú chó mà người ta đăng lên á, để mà cho miễn phí. Những chú chó này thường là những trường hợp như thế nào? Có nhiều người á, người ta ở Hàn Quốc thì người ta không có điều kiện nuôi chó, như là người ta chuyển nhà xa hoặc là cái nơi mà người ta sắp chuyển đến á, người ta không cho nuôi chó, cho nên là họ buộc lòng họ phải cho con chó cho người khác thôi. Và nếu các bạn thấy mình phù hợp, mình nuôi có thể nuôi được con chó đó, thì mình các bạn nên nhận. Nhưng mà những trường hợp những chú chó miễn phí như thế này á, thì các bạn không được lựa chọn giống. Nghĩa là sao? Trường hợp mà nó người ta đăng lên quá chừng luôn, các bạn thấy trong đó có những con chó mình thích á, thì các bạn có thể chọn. Nhưng mà đa số ở đây những chú chó này thường là những chú chó bắt đầu lớn lớn rồi, hơn 1 tuổi rồi. Thì những nếu mà khuyên các bạn, nếu các bạn nuôi chó thì các bạn nuôi chó ngay những lúc đầu nhỏ như thế này nè. Sau này thì nó sẽ dễ dạy hơn so với những chú chó mà hơn 1 tuổi nữa. Nói chung là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở vợ vừa lên mơ gì đó. Thôi kể, nói chung là dạy con là dạy từ thở còn thơ, nó sẽ đơn giản hơn so với việc các bạn phải dạy những con chó mà nó quá là lớn đi. Thứ hai nữa, nếu các bạn muốn nuôi một con chó miễn phí thì mình khuyên các bạn có thể ra trực tiếp những cái cửa hàng bán thú cưng luôn. Ở đó sẽ có những cái chú chó mà người ta cho miễn phí các bạn luôn vì một số lý do gì đó. Có những con chó mà các bạn biết không, người ta sẽ trưng bày lên những cái kệ như vậy mà cả một cuộc đời người nó đến năm 2-3 năm tuổi luôn, nhưng mà không ai đến mua hết. Thì những chú chó như vậy không kiếm được chủ á, thì người ta sẽ tặng lại cho các bạn miễn phí. Và yên tâm đi, những chú chó như vậy thì nó thường rất là khỏe mạnh, cho nên các bạn không phải lo cái việc mà như ở Việt Nam thì có nhiều trường hợp người ta bán những cái loại chó mà bệnh hoạn này nọ cho mình ấy, thì khi mình mua về thì nó sẽ nói chung là bệnh đủ thứ hết, cho nên là các bạn sẽ phải tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì người ta sẽ kiểm tra sức khỏe này nọ đủ thứ hết ấy, và rất là sạch sẽ so với Việt Nam, cho nên là các bạn cứ yên tâm về cái việc mà chất lượng của mấy con chó này. Ở trước khi mà bạn định nuôi một con chó đó, thì mình có một số lời khuyên cho các bạn nè. Các bạn thấy là rất là mắc rồi, tốn rất là nhiều tiền rồi, không đơn giản là những cái tiền ăn uống đồ này nọ không đâu, mà mình phải tiền đi tiêm chủng rồi tiền mua áo quần đồ này nọ, ba thứ linh tinh cho nó nữa. Thì nếu mình thấy là các bạn cũng biết rồi đó, nuôi một con chó các bạn phải dành thời gian cho nó rất là nhiều, các bạn phải dẫn nó đi chơi đi dạo rồi chơi với nó. Chứ mà các bạn kiểu như mình là du học sinh á, mình đi làm riết xong đi học riết ở nhà không có nhiều thời gian, mà không có thời gian chơi với chó, thì mình khuyên các bạn là không nên nuôi. Nếu mà các bạn không nuôi á, thì cái cơ hội mà con chó đó nó có thể đến được với một người chủ tốt hơn á rất là nhiều. Còn nếu các bạn nuôi xong các bạn thấy là tao du học xong rồi, sau này tao sẽ để em chó này cho người khác nuôi, cho đứa bạn nào đó nuôi cũng được á, thì mình thấy cái việc mà nói như vậy cũng khá là vô trách nhiệm. Như mình, nếu mà mình nuôi con này xong á, thì lỡ có về Việt Nam gì đó thì mình cũng phải dẫn nó về theo luôn, chứ mình không có đỡ để nó ở đây với bạn hay bất cứ người nào người ta có thể nuôi nó được. Thứ hai nữa đó chính là ở Hàn Quốc các bạn, cách nuôi chó người ta rất là khác với Việt Nam mình. Người ta ở đây người ta kêu đừng nên đánh chó, không được quánh chó, mặc dù cái con này mình rất là muốn quýnh nó rồi. Nhưng mà
người ta kêu không được đánh chó, tuyệt đối không đánh chó, tại vì con chó người ta cũng xem nó như là một con người, có những cái căn bệnh tâm lý, có những cái suy nghĩ người ta làm rất là phức tạp, rắc rối các bạn ơi. Thật sự đó, lúc mình mới mua con chó này về, người ta khuyên thế này thế nọ, đồ đủ thứ á. Shiko, à, con này, ấy à, ấy à, Shiko, à, 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 ăn đi. Đấy, thì những cái giống chó, thì những con chó như thế này ở Hàn Quốc người ta rất là cưng chiều cho nó. Cho nên là các bạn mua chó về hoặc các bạn muốn nuôi chó đấy, thì các bạn phải có một số kiến thức nhất định đối với những con chó như thế này. Còn bây giờ mình phải huấn luyện cái cách nó để mà nó không có cắn mình. Tại vì mình có thể huấn luyện cho nó cách ỉa đái đồ này nọ nè, những cách đi vệ sinh đồ này nọ, hoặc là những cách ăn, hoặc là những cách mà nó không được quậy phá mình. Nhưng bây giờ mình đang dạy cho nó cách để mà nó không cắn thì mình cũng chưa có dạy được. Bên Hàn Quốc người ta rất rất là chú trọng vào những cái việc mà mình phải dạy con chó như thế nào. Thì sau này mình sẽ làm thêm nhiều cái vlog để mình hướng dẫn cho các bạn sau. Mình rất là muốn nói nhiều cho các bạn nữa, nhưng mà bây giờ nó cắn mình dữ quá, cho nên mình phải tiêu diệt nó. Tao sẽ tiêu diệt mày. Thôi tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Chào. Bye bye.